xin chào các bác. Chuẩn bị đón mùng 10 tháng 3. Chị ở bên Việt Trì thì chị cứ thực sự là mai em cũng đã có việc bận vào ngày kia gửi cây cho chị, cây kim ngân nhé. Thế nhưng mà cuối cùng là chị bảo thôi có gì thì mai ngày đẹp thì cố gắng gửi về cho chị. Cây tầm này thôi. Đây chỗ này là bị lấy luôn này các bác này. Gần một vạn cây vì là mới bé thế này bảo chưa được nhưng mà các bác cứ cố tình bốc các bác ạ. À, gần đây cố tình bốc này cây nó mới lên được như thế này nhé đây cây nó lên này là trồng cũng đã rất là ok rồi nhé đấy thì ừ... vì là sợ hết nên là bác cái khuân lấy luôn này con này để thứn thướn luôn nhà bà ấy, nhà bạc bác cái lấy về một vạn cây bác bảo không sợ hết bỏ kệ kiểu gì cũng sang lấy luôn đúng nhỉ và lấy luôn nhé còn cái cây tầm này thì vẫn phải chọn để gửi cho các anh chị nhé đây cái chị ở bên việt trì đây cái cây này dễ nó ra ngoài phía ngoài rồi này, này đó đây Đấy, tầm này là ok rồi này nhìn thế này thôi nhưng mà trồng nó lên rất là khỏe rất là nhanh nhé bởi vì nó giống như là cái cây 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 uh, cây cây cỏ ấy, các bác ạ đấy còn đây gọi là mở màn đầu tiên nhé gọi là xem là mai một ngày đẹp để gửi cho chị thành phố việt trì kim ngân hoa giống các bác nhé Đây còn một anh ở Biên Hòa Đồng Nai thì bảo gửi khô nhưng cây khô rồi đang hết và gửi ít cây giống nữa nhưng mà em đang chưa điện lại cho anh ấy như nhỉ còn một vài bác cũng đang điện như ở Bắc Ninh và một vài bạn ở Lục Nam nữa đấy thì các bác cái số lượng lấy thì không nhiều lấy khoảng đầu nghìn thôi còn như bác này bác cái gọi là lấy đầu vạn thì vạn đây thì nó nhanh như nhỉ và tiếp tục lại tiếp tục uh, ra tiếp này bây giờ lấy có 300 cây cho chị thì nó rất là đơn giản chị nói là chị phải về quê lấy ở à về quê chị trồng đây một số cây nói chung là lấy thì cũng sẽ chọn những cái cây đẹp dễ khỏe và ổn định nhé đây ví dụ những cây này này các bạn này đây nó lên này Đấy, tầm này này nó khỏe ổn định này nó là ok rồi nhé Đấy. vừa tưới xong ướt quá định bỏ về ngày kia gửi nhưng mà Ờ, vì chị nói Cố là chị bảo thôi có gì thì gửi cho chị đi Nên là em cũng cố lấy nhé Đấy, cố lấy đây Đấy, và Ở phía dưới này sẽ chọn Ở phía dưới này bạt này dưới thì nó sẽ ok hơn nhé Đấy Cây nó sẽ khỏe hơn Đấy Cái góc này cây khỏe nha Khỏe hơn rất là nhiều và cây nó cao hơn đẹp Đấy, đây Nó lên cực kỳ khỏe Đấy, đây Những cây khỏe này Ừ, dễ đã ra hết rồi Đấy. rất là ok khỏe và rất là mập và trồng thì các anh chị thấy là cái cây này thì trồng nó như cây cỏ hoang ấy nhỉ và trồng đất đồi đất dốc đất ruộng đều rất là ok bán ra cho công ty thì eh, nói chung bán buôn bán cho công ty người ta mua đúng không nhỉ thì người ta mua có số lượng là không giới hạn các bác ạ Thế còn bán cho bà con bán lẻ thì tầm vài năm bảy chục nghìn một cân khô khô cũng nhỉ cân là cây cành hoa lá còn cái hoa khô thì nó đắt hơn cũng nhỉ vài trăm đấy. giờ sẽ xếp xếp theo kiểu vào túi nhé và em sẽ chuyển lên xe khách nhé những cái cây này chọn chọn những cây nào nó khỏe đều đẹp đấy, đủ tiêu chuẩn thì sẽ chọn ra vì đây là cái mẹ đầu tiên để gửi cái mùa này đấy cứ uh, chưa cả kịp lớn cũng nhỉ, chưa cả kịp lên thì đã bị bị bốc rồi. Đây, các bác nếu các bác xem ở cái video uh, video um, cách đây khoảng uh, nửa tháng hoặc là 20 ngày cũng nhỉ, hoặc là cái đầu vụ mà hôm dâm cũng nhỉ thì đây ươm hết đúng nhỉ, nhưng bị bốc bị nhấc đi hết đúng nhỉ. Không còn gì cả. Đó. Thì uh, với cái, cái cách trồng kim ngân thì hôm nay một bạn ở trên Tân Sơn và các bạn ở gần gần đây cũng nhẹ đồi dốc vì những cái đồi cao đồi dốc như này này đấy, đồi dốc dốc thì các bác cũng có thể là thả dưới vườn vải nhé hoặc là đây những cái đồi chọc đồi keo cũng như này. các bác cũng có thể là thả trồng ở dưới vườn vải dưới cái dưới, dưới tán đất ấy. bởi vì cây này thì thứ nhất này nó cũng cả chịu được ốm nắng này chịu được ở ờ, dâm các thứ là thoải mái luôn các bác ạ. đấy và hai là nó rất dễ sống nó không bệnh tật gì cả Đấy, ngoài ra các bác có thể trồng ở ruộng làm giàn làm dậu thì cũng đều được nên là không vấn đề gì các bác anh chị nhé những cái lượng giống mà tiêu thụ một một mùa để cho bà con trồng thì cũng nói chung là cũng nhiều nơi làm các bác ạ. nhiều nơi làm nhiều giống cũng có loại bắt đôi ba loại giống nhé nhưng mà đây là cái cây cây lá nhỏ này và hai là hoa hoa đầu tiên là trắng vàng đấy các bác nhé hoa kiểu mình cứ gọi là loại loại nếp ấy Đấy, thì nó là như vậy. đây còn cái cây mà mới ươm nó như này này các bạn này. cây mới ươm mới cắm vào nó như này. này. đây, đây là cây mới cắm này, Đấy, bầu vào mới cắm này. trời tiết thì nó hơi tối nhá nhưng mà em cũng cố gắng để quay cho các anh chị các bạn um, hình dung ra được nhá. thì cây kim ngân cũng đã bắt đầu gọi là là là, là <laughs> gửi được cho các anh chị và các bạn nên các anh chị nào có nhu cầu trồng cây kim ngân nhé thì alo cho em nhé đấy thì em sẽ gửi. Đấy còn như em vừa chia sẻ không nhỉ, đống này bác cái bác cái quần một cái hết ngay hơn một vạn đúng không nhỉ, lấy hơn vạn cây ở phía dưới nữa không nhỉ, lanh quanh gọi là xúc ngay không kịp là sợ hết thế thôi. Vì là bác ấy cũng cũng trồng tương đối nhiều. Đấy về cái mức độ thì em chia sẻ là uh, Cái cây dược liệu thì cực kỳ tốt cực kỳ quý rồi. định là không định là ngày kia mới gửi nhưng mà chị bảo phải gửi ngay cho chị không là ngày kia chị không trồng được 10 tháng 3 2022 tết dỗ tổ hùng vương chị đi trồng cây kim ngân đất việt trì phú thọ luôn gửi về đất tổ Đấy, đây những cây cây nó lên ươm trước này nó lên nó rất là khỏe các bạn khỏe lắm nên nó rất là đảm bảo nha để xa thì em chỉ để túi thôi và, và sẽ đóng hộp nhé, đóng cho vào hộp cho nó yên tâm nhé. Đây. Em sẽ đóng vào hộp và để gửi lên xe cho các bác các anh chị nhé. Đấy, còn có bác nào gọi đây thì lát thì em sẽ nghe máy sau nhé. Em đang quay video nên là không uh, không nghe được nhé. Đấy thì xin gửi đến các anh chị gọi là mở màn cái gửi cái cây giống kim hoàng kim ngân hoa này vụ 2022 cho các bác các anh chị. Và gửi này gửi về cho chị ở Việt Trì, Phú Thọ, Đất Tổ. Đấy thì chúc các bác, các anh chị sức khỏe, tràn đầy niềm vui. Và các anh chị có tham khảo cách trồng hoa kim ngân, cây kim ngân giống. Thì các anh chị alo cho kênh núi đồi lục ngạn theo số điện thoại 0368 052 750. Đúng nhỉ? Thì em cũng sẽ chia sẻ gửi cho các anh chị. Và gọi là tư vấn cho các anh chị cách trồng, cách làm nhé. Thì em cũng xin chân thành cảm ơn các anh chị các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các anh chị ở các clip tiếp theo xin chân thành cảm ơn